Ông nội em mất vào năm 2003 bởi ung thư. Đêm đó là một đêm trăng sáng mùa hè. Ông em sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh thì cũng sức cùng lực kiệt. 9 giờ tối, ông gọi hết con cháu vào buồng dặn dò kỹ lưỡng mọi việc rồi kêu mệt. Tất cả đi ra ngoài để cho ông nghỉ ngơi. 12 giờ đêm hôm đó, khi đàn con cháu vẫn còn chưa ai chợp mắt, đang ngồi ngoài hiên mà bàn bạc lo việc chuẩn bị tình huống xấu nhất cánh cửa buồng ông mở ra ông em dáng vẻ gầy gò bước ra từ trong căn phòng tối không gian bỗng tĩnh lặng mọi người im lặng nhìn ông ông không nhìn lại ông em lặng lẽ tới trước bàn thờ tổ tiên thắp ba nén nhang rồi khấn vái bố em cùng các chú tiến lại phía sau gọi nhưng ông không đáp thắp hương xong một lát ông đứng chắp tay miệng lẩm bẩm một hồi rồi quay đầu lại sắc mặt ông đã kém lắm đôi mắt ông em mờ đi các con ngặng hỏi nhưng ông cũng không trả lời ông em yên lặng đi vào buồng nằm như tiếp tục ngủ ba giờ sáng ông em mất sự ra đi của ông thật nhẹ nhàng thanh thản mà như được báo trước vậy cả nhà em lục cục tổ chức đám tang cho ông suốt ba ngày mà em em đau lắm bởi vì người yêu thương em nhất đã bỏ em mà đi. Bà em khóc đến ngất đi. Bà em bị liệt và ngồi một chỗ cũng từ lâu. Mọi sinh hoạt của bà đều do ông phụ giúp. Ông bà là người hiền lành, một tai nạn xảy đến cướp đi sức khỏe của bà, khiến cho bà bị liệt, phải ngồi một chỗ. Ông em từ đó cũng buồn phiền mà ốm đau rất nhiều. Ngày chôn cốt ông, bà thầy cúng của làng có xem cho gia đình và nói rằng ông em mất vào giờ nặng. Gia đình cần đề phòng kẻo trùng tăng. Hồi đó nhà em cũng không có tín đầu, Mọi chuyện lúc tăng ra bối rối bỗng dưng bị quên bãng đi. Không ai đả động gì đến việc ông mất vào giờ nặng cả. Sinh hoạt của bà em sau đó trông cậy vào bố mẹ em Bà chuyển xuống nhà em ở vị bố của em là con trưởng Nhà em cách quê tầm 20 cây số Em vẫn nhớ hồi đó Đêm nào đi qua phòng bà Bà em cũng thì thầm nói chuyện một mình trong đêm Có lẽ bà nói chuyện với ông Hồi đó em rất sợ mỗi khi đi qua phòng bà Đêm nào bà cũng khóc gọi tên ông Có hôm bà kể Ông về đứng ở đầu giường nói chuyện với bà Bố mẹ em cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng bà quá nhớ ông mà thôi Đâm ra suy nghĩ vẩn vơ Thế rồi Hai năm sau Ông em mất chưa được ba năm Thì bà em cũng mất Bà em hồi trước Bị tai nạn chấn thương sọ não Bà mất trong một đêm co giật Bởi ảnh hưởng của não bộ Trong một gia đình khi đó Người mất chưa được ba năm Mà đã có người tiếp theo Thì đúng là trùng tăng Ngày chôn cất bà xong bố mẹ em có xuống chùa Hàm Long, một ngôi chùa giữ vong nổi tiếng bậc nhất miền Bắc. Sư thầy ở đây xem cho nhà em thì có nói nhà em bị trùng tăng, cần đưa ngay ông vào chùa gửi, kẻo chuyện xấu sẽ xảy ra. Ông em do mất chưa được 3 năm mà bà em đã mất, điều này khiến lễ tang và lễ sang cắt cho ông phải kéo dài sang 3 năm nữa để đợi bà tức là ông mất 5 năm, là bà sẽ được 3 năm và sẽ được làm chung một ngày. Nghi lễ gửi vòng của ông kéo dài mất cả buổi. Mộ của ông em nằm ở quê, còn mộ của bà lại ở nghĩa trang địa phương gần nhà em, vì bà mất ở nhà em mà. Khi về đây ở, cũng đã chuyển khẩu của bà về nhà em Bố mẹ em cùng các cô chú dự định sang cát cho ông bà sẽ đưa ông bà về quê để đoàn tụ cùng với nhau. Thời gian thấm thắt trôi qua, gia đình em hoàn toàn yên bình mà không có chuyện gì nữa xảy ra. Năm đó là năm 2008, đã 3 năm kể từ ngày bà em mất. Chỉ còn vài tuần nữa là ngày trí công. Hôm đó gia đình em xếp bàn chuyện để đi gọi hồn ông bà về hỏi xem các con có thể sang cát tắm rửa cho ông bà được hay không? Hồi đó, qua một số thông tin, gia đình em có đặt được lịch ở một trung tâm về tâm linh tại Hà Nội. Em xin phép giấu tên. Người ta có hẹn gia đình em một tuần sau, chuẩn bị lễ lạt con cháu đến đây để gọi hồn ông bà. Buổi tối trước khi ra Hà Nội, em cùng mẹ và các tím là vợ của chú thứ sáu có ngồi nói chuyện với nhau vui lắm. Mẹ em nói với thím Chú út nhà này 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ Khổ thân Ông bà mất sớm Đến lúc đó Nó lấy thì hơi thiệt thòi nhở Thím em cười 30 mà chẳng chịu lấy ai Hay thằng này nó bị duyên âm nó theo chị nhỉ Chắc phải đưa đi cắt duyên âm mới xong ấy Tán phép một hồi Rồi chuẩn bị lễ lặt cho ngày mai Thím em cũng ra về Tối hôm đó em nằm ngủ do nhà chật nên ban thờ của gia đình nằm luôn trong gian phòng của em. Em nhớ lúc đó gần 12 giờ, chẳng hiểu vì sao háo hức ngày mai được đi Hà Nội hay là do chuyện gì mà em không ngủ được. Nằm trằn chọc mãi, hồi ấy em có thói quen là hay bật radio, cái đài cassette màu đen có anten râu để nghe dô em. Ôi, cứ nghĩ đến cái thời mỗi tối nằm ngủ, lắng tai nghe rồi nhắn tin với cái bằng con điện thoại 1280 là cảm xúc lại lâng lâng khó tả các bác ạ. À. Em thường kê cái đài ở cạnh gối để nghe các chương trình đêm khuya. Đang lắng tai nghe đài, bỗng em thấy rợn rợn, một cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm cơ thể em. Cái đài bỗng phát ra những tiếng tành tạch, rè rè, xoèn xoẹt, xèn lẫn vào đó là tiếng nhạc. Lúc đó em cũng chẳng để ý Thường thì em hay để cái điện thoại ở đầu giường để nhắn tin với gấu của em. Mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi bị nhỡ, nó sẽ chèn sóng vào trong cái đài. Cái đài thường xuyên cũng bị như vậy. Em lắng tai nghe, chờ đợi tín hiệu từ chiếc điện thoại vang lên. Nhưng nằm một lúc lâu, vẫn không thấy kêu. Mắt em vẫn nhắm, cái đài tiếp tục kêu sền sệt, rè rè. thấy làm lạ em liền mở mắt cầm cái điện thoại không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi vậy sau cái đài nó lại kêu như là bị sóng điện thoại chen vào như vậy em lừa đãng nhìn lên trần nhà trước mắt em là hai con đom đóm hai con đom đóm to và sáng ánh sáng xanh phát ra mập mờ lập lè trong căn phòng em ngủ em thấy lạ lắm nhưng cũng không có nghĩ gì cả cứ mở mắt ra và nhìn theo đôi đom đóm bay trong phòng ngủ lạ ở chỗ nhà em ở phố không hề có đầm ruộng phòng em lại đóng kín cửa thì đom đóm từ đâu đó bay vào đây đang suy nghĩ lờ mờ thì đôi đom đóm bỗng bay tới lượn vòng trên đầu em cơ thể bất chợt lạnh toát nổi da gà đôi đom đóm bay vòng qua đầu rồi bay lên tới bàn thờ đậu vào bát hương nơi đặt di ảnh của ông bà em Mỗi con một bên Trong đầu em như đánh ảnh một tiếng Lúc này em mới hình dung ra là chuyện gì Em đặt tung chăn Mở cửa chạy sang đập phòng bố mẹ Nghe tiếng em gọi Bố mẹ em mở cửa ra Thì em mặt tái sảnh tái lét Em kể lại thì bố mẹ chạy sang phòng Lúc này đôi đom đóm vẫn đang lập đè Bấu trên bát hương của gia đình Bố em bật đèn thấp hương rồi khấn vái một hồi Xong để điện phòng em như vậy mà đi ngủ 8 giờ sáng hôm sau Gia đình em gồm 7 người Cả em là 8 đi đến trung tâm gọi hồn Trước mặt em là cảnh tượng một căn phòng lớn Có những cái chiếu được trải thành từng ô Ở đây cũng có nhiều gia đình đến gọi hồn như gia đình em Sau vài thủ tục đơn giản Cả gia đình ngồi quay vào một chiếc chiếu rồi chờ đợi không có thể bà, không có hú hết. Người ta giận gia đình em thắp nhang rồi chung tay ngồi quây quần nghĩ đến người thân muốn gọi về. Em hồi đó cũng ngồi, nhưng không có chú tầm lắm. Em lặng im quan sát xung quanh. Ở chiếu của các nhà khác, nhà thì có vong về là vong trẻ con đòi ăn bim bim uống sữa Nhà thì có vòng con trai nghiện đòi điếu thuốc rồi hút lấy hút để. Nhà thì có con gái chết về cứ khóc, ý ôi chẳng nói được lời nào. Nhưng đặc biệt, ở chỗ các vong về đều nhập về người nhà của mình chứ không phải là ai khác. Làm cho em hoàn toàn tin đây là chuyện có thật. Khung cảnh trong phòng từ lúc các vong về bắt đầu nhộn nhịp lên. Gia đình em ngồi một lát khoảng 10 phút thì bỗng cô em khóc. Cô là thứ ba trong nhà cô khóc thút thít rồi thành tiếng mẹ em quay sang vỗ về cô mà bảo đừng có khóc thấy có biểu hiện mọi người của trung tâm ghé vào chỗ nhà em mà nói ô hay vòng về vòng về đấy hỏi đi cả nhà em lúc bấy giờ mới mở mắt ra nhìn cô cô em nhắm nghiền khóc thút thít mẹ em hỏi ờ, cho, cho con hỏi có phải là bố là bố Ngô, Ngô Văn A à về không? Hay, hay ai? Cô em lắc đầu, mẹ em hỏi tiếp. Thế là mẹ, mẹ khổng thị bê, về với con cháu đấy phải không? Lúc này cô em bỗng khóc quà lên, khóc to lắm. Em nhớ như in cái tiếng khóc đó, đó chính xác là tiếng khóc của bà nội em. Cả nhà em không ai cầm được nước mắt, chỉ nghe tiếng khóc của bà cũng đã tất cả khóc theo. Hồi còn sống mỗi lần bà tuổi thân quá, bà em hay ngồi một chỗ mà khóc òa lên như vậy. Cô em khóc ngày càng lớn, rồi bỗng vỗ vỗ tay vào ngực mà nói lớn, vừa nói vừa khóc. Mẹ đây, mẹ đây các con. <laughs> Đúng là bà em Bố mẹ, các cô các chú ôm sầm lấy bà em Cuộc hồi ngộ sau suốt 3 năm dài đằng đẵng Bà em cứ thế khóc lên Như chưa từng được khóc Em nghe cũng xúc động vô cùng Khóc một hồi lâu thì bà cũng bắt đầu nói chuyện Bà kể hồi bà chưa mất Nhiều đêm ông em bị quan binh giải về Đứng ở đầu giường Chúng đánh đập ông em Bà nhìn thấy điều đó Ông nhất định không nhận Để cho chúng không bắt bà Không bắt đó là lý do vì sao mỗi lần bà lại khóc dưng dứt trong đêm Và cũng là lý do mà mỗi lần em đi ngang phòng bà Đều nghe thấy có tiếng xì xầm nói chuyện Nhưng rồi suốt hai năm đó Sau nhiều lần chúng kéo ông về tra hỏi đánh đập đau khổ lắm Ông cũng phải nhận Rồi bà theo ông từ đấy Bố mẹ em hỏi rằng Mẹ có thiếu tốn gì không? Có đau ở đâu không? Mẹ đã sạch chưa để để chúng con xây nhà mới cho mẹ Bà em bảo là đã sạch rồi Bà không thiếu thốn gì cả Bà đã di chuyển được rồi Nhưng khi ốp vào cơ thể cô em Bà lại không đi được Bà bỗng đứng vịn vào vai bố Mà dê cái chân Sau đó đi một vòng y hệt Như thời bà vẫn còn sống chưa bị liệt Cả nhà em đang nói chuyện vui vẻ rôm rả Thì bà nhắc đến ông Bà chỉ tay ra cửa mà nói Đây là tao chen vào Chứ đợi bố chúng mày Chắc còn lâu Vẫn cái tính thường nhường nhịn người ta Bố mày đang đứng lấp ló ngoài cửa kia kìa Thôi mẹ ra cho bố mày vào nói chuyện Dứt lời mấy câu sau Ngay lập tức cô em mở mắt ngơ ngác Mắt cô rằn ruộng nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhà đang nghe kể chuyện cô bị bà ốp vào cô nghe xong thì cô bỗng trợn mắt ú ớ chỉ tay về phía trước cả nhà em ngoảnh đầu ra nhìn thì cô em lại bị ốp cô em ngồi khoanh chân im lặng gật gù cả nhà lại bắt đầu thấy sự lạ em nép sau bố mà quan sát câu đầu tiên ông em nói đó chính là Ơi thằng út ơi Bố thương mày lắm con ơi Đẹp trai thế này Mà hôm qua chúng nó bảo Đưa đi cắt duyên âm để lấy vợ đây Trong đầu em đánh oảnh một cái Chuyện này chỉ có em, mẹ và thím biết Chiều hôm qua Chỉ có ba người ngồi nói chuyện với nhau Còn cô em nhà ở xa Cách nhà em mấy chục cây số Sáng nay mới xuống để đi cùng đoàn Thì làm sao mà biết cái chuyện này được thì ra ông em vẫn luôn ở nhà từ chiều hôm qua Để rồi hôm nay theo xe lên tận đây Cả nhà vừa khóc vừa cười Vui có buồn có Tay cứ nắm chặt nhau bịn dịn không muốn rời Ông em xoa đầu từng đứa con Ông vút về kể chuyện ngày xưa Em thích uống nước đường ông pha mũi khi về quê Làm cho em khóc òa lên Gọi ông ý ới Bố em là con trai trưởng Được ông gọi lại thì thầm nhắc nhở một hồi lâu kỹ lưỡng mọi việc để chuẩn bị cho việc cải táng của ông bà ông còn nói giờ ông sướng lắm từ ngày gửi ông vào chùa hàm long ông không bị lính chủng bắt đi ông là một chức quan nhỏ chuyên viết sổ sách ông em ngày xưa chữ đẹp có tiếng các bác ạ à? lúc này không khí vui vẻ không còn đau khổ gia đình bố mẹ con cái ai cũng vui vì được gặp lại nhau dặn dò bố một hồi thì ông cũng chào các con rồi thoát ra. Trước khi thằng, ông còn dặn khi nào cải táng cho ông bà. Hôm đó thắp hương ở nhà, nhớ có cả bát bún riêu cua và đĩa bánh cuốn, hai món mà ông bà em thích nhất hồi còn sống. Cả nhà cười rộ lên, thế rồi ông thằng. Cô em lúc này tỉnh táo lại, nhưng cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ biết là nước mắt cứ giàn ruộng rồi trước mắt tối om cô không điều khiển được cơ thể của mình. Trước lúc bị ông ốp vào, thì cô nhìn thấy ông đứng trước mặt, xong không biết chuyện gì nữa. Chào tạm biệt trung tâm. Gia đình em ra về ai cũng vui tươi phấn khởi vì gặp lại được ông bà. Hai tuần sau, lễ sang cát trong ông bà diễn ra. Nhà bố em có tất cả tám người con, bốn trai, bốn gái. Hôm đó, con cháu đầy đủ, gia đình em đông lắm. Bố em phân công mọi người, hai trai hai gái, gia đình về quê chuẩn bị cho ông. Hai trai hai gái trong gia đình ở lại để chuẩn bị quà, rồi với lại đồ cho bà. Cuộc phân công diễn ra nhanh chóng, bố em là người trưởng nên về quê. Gia đình hai chú cùng hai cô ở lại trên đây để chuẩn bị đêm hôm đấy bốc mộ cho bà. 12 giờ đêm, lễ bốc mộ ở hai nơi cùng lúc diễn ra. Em hôm đó cũng về quê chứ không có ở nhà. Nhà cô em đun một nồi nước lớn thơm để tắm rửa cho ông bà. Cái mùi nước hoa hồi đặc bốc lên nghi ngút, sực nức nhưng không làm cho em thấy thơm. Trái lại, cảm thấy cứ lầm lộng. Ra đến quả đồi, nơi ông nằm. Sau một hồi khấn vái, từng nhát cuốc bổ xuống mộ ông em. Đất đồi sỏi, cứng lắm tiếng cúc vang lên quành quạch đến tóe lửa. Đội bốc mã hì hục mãi mới đến được nắp quan tài. Các con cháu thấy quan hiện ra thì bắt đầu khóc lóc. Ông gờ bốc mã ở làng nhảy xuống huyệt làm lễ. Nắp quan bật lên, hương khói đốt nghi ngút. Bố em quỳ mọp xuống đất mà kêu tên ông. Ông em nằm yên trong quan. Ông đã sạch, sạch hoàn toàn, xương đèn nhánh. Ông gờ buộc dây thừng rồi huy động cả nhóm bốc mộ nhấc quan tài lên ông g cầm lấy từng đoạn xương của ông rồi mang ra lau chùi sạch sẽ bằng nồi nước thơm trước đó đã chuẩn bị từ ở nhà sau đó đặt ngay ngắn vào cái tiểu sành lần đầu tiên chứng kiến cảnh này dù em đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng nhưng cũng không tránh khỏi việc tránh choáng đầu óc mẹ em cùng các cô các thím tất bật chạy tới chạy lui phục vụ cho người làm việc. Bà rưỡi sáng, mọi việc xong xuôi. Tiểu xanh của ông em được chuyển về khu đất mới, nơi có hai cái hố đào sẵn để chờ bà em về đặt cạnh. Mấy ông ở đội bốc mộ, mệt đến mỏi dã người. Họ đói quá nên bảo gia đình đi mua mấy cặp lồng phở về ăn cho đỡ đói. Phở mua về, mấy ông cứ thế mà ngồi xì sụp hút. Thầy cũng chẳng buồn rửa Em nhìn cảnh đó mà lợm rộng tí nữa thì nôn ẻ Thế mà các ông ấy cứ cầm mà ăn Như cái nghề này Nó đã quen với các ông lắm rồi vậy Mặt trời bắt đầu ló dạng phía xa Bố em sốt ruột lắm Ông bà em phải được hạ huyệt trước 5 giờ sáng Ai nấy cũng nóng vội Ngóng về phía xa chờ bà em về Những cuộc điện thoại thúc giục Chốc chốc lại vang lên Trời thì đang sáng dần Bố em đau đáu câu mày đi qua đi lại không ngừng. Ai cũng im bặt chờ đợi. Lát sau, dưới màn sương sớm, ánh đèn chiếc ô tô lư đư đi tới, rồi đỗ kịch. Lúc này bố em mới thở phào ra, chút được cái gánh nặng trong mình. Cả nhà tới khanh tiểu sành của bà xuống. Chú bảo bà cũng sạch hết. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Các con các cháu xúm lại khiêng hai cái tiểu sành của ông với bà đặt cạnh nhau trước hai cái huyệt mới. Con cháu xếp hàng phía sau cấn vái. Gần 40 người quỳ lại ông bà trong cảnh lờ mở sương sáng. Có cả các ông bà già trong làng là anh chị em bạn cũ của ông bà cũng lục cục tới xem, đón ông bà về quê đoàn tụ. Làm lễ xong, tiểu sành ông bà em được hạ xuống huyệt. Lúc này cũng đã hơn 4 rưỡi sáng và xây gạch trong sáng ngày hôm sau. Buổi sáng hôm đó nhà em làm cơm linh đình mời hàng xóm, vui vẻ vì ông bà em được đoàn tụ về quê với nhau. Con cháu về thắp hương, ai cũng mừng ra mặt. Cả nhà đang ăn cơm rộn ràng, thì cô em người hôm nọ bị ông và bà ốp, chỉ tay ra vườn hô lớn, làm cho mọi người im bặt. Ông, ông bà về kìa, cả nhà em nhìn ra sân nhưng không thấy ai cô em bật khóc chân chân nhìn ra vườn mà lắp bắp chẳng nói nên câu hồi sau cô nín cả nhà không chú ý nữa rồi tiếp tục ăn uống linh đình hai giờ chiều ăn cơm xong mọi người ngồi uống nước nói chuyện thì cô em mít từ từ kể lại rằng lúc đang ăn cơm cô thấy ông bà đứng ở ngoài vườn vẫy vẫy tay gọi con cháu ông bà cười mãn nguyện vui vẻ lắm xong ông bà dắt tay nhau đi dần về phía nghĩa trang đầu làng rồi quất bóng phía xa xa những tưởng sau lần bốc mộ của ông bà em thì cuộc sống của dòng họ sẽ hết trở lại bình thường nhẹ nhàng trôi nhưng không phải từ lúc ấy thì bắt đầu mới xảy ra nhiều chuyện ly kỳ cụ nội là bố của ông em cụ em lưu lạc theo dòng người chạy loạn từ đâu về địa phương này là quê em hiện tại từ lúc còn bé tí, hồi ấy cụ em chắc chỉ khoảng 6, 7 tuổi, bị lạc bố mẹ và làm con nuôi cho một gia đình trong làng. Cụ em cũng lấy họ Ngô là họ của làng, làm họ gốc của mình từ đấy. Cụ mất từ hồi những năm 60, tức là thời còn chiến tranh đã lâu lắm rồi. Hồi cụ mất, cuộc sống khó khăn, cụ đẻ được cả thầy bốn người con thì hai ông bà cô cậu đều lần lượt chết trẻ khi chưa 18. Ông nội là con thứ ba, khi ấy đi bộ đội. Một bà cô út thì đi lấy chồng xa, nhà chỉ có một cụ bà. Bà nội khi ấy là con dâu và là bác cả, là chị của bố em. Lúc đó bố em còn chưa được sinh ra. Vì nhà ba người đàn bà, không có ai chèo lái. Cụ em lúc đó được chôn sơ xài rồi cũng được bốc mộ sang cắt ở nghĩa trang của làng ra chỗ lưng đồi. Chiến tranh ác liệt trôi qua. Ông em đi bộ đội biển biệt hiếm khi về nhà. Cụ bà em cũng bị một trận ốm mà ra đi đột ngột. Mộ của cụ ông em vì một số lý do mà bị mất dấu từ đấy. Lẫn lộn trong bốn ngôi mộ săn sát nhau ở phía lưng chừng đồi. Từ ngày cụ bà em mất, gia đình em sau bao nhiêu năm, mỗi lần đến ngày rỗ hay ngày Tết thì ông nội em hoặc đến thời bố em vẫn luôn lên lưng đồi thắp cho bốn ngôi mộ ấy. Vì không biết ai là cụ nên nội em cứ thế mà thắp hương cho cả bốn mời về ăn Tết. Gia đình dòng hẹ em thuộc khá giả. Tất cả các anh chị em nhà bố đều đi thoát ly sống ở nơi khác. Chỉ có cô thứ ba là cô lần trước bị ông bà em ốp vào ở lại quê. Sống trên đất nhà ông bà cũng tiện trông nhà cho ông bà luôn. Đó là năm 2010, khi mà cuộc sống đang êm đềm trôi, thì sóng gió bắt đầu ập đến. Đầu tiên phải kể đến tai nạn của bác cả nhà em. Bác bị tông xe một lần thập tử nhất sinh, suýt nữa thì không qua khỏi. Việc kinh doanh của gia đình em và các cô chú cứ lần lượt gặp hạn là màn thua nỗ nặng nề. Con cháu đang ngoan ngoãn thì tự dưng, thằng thì bệnh tật anh trai em thì đi học sinh viên tự nhiên phá phách tiêu xài một cách hoang phí đến tiền tỷ em dạo đó thì cũng có một lần đi bơi chết hột đang nô đùa với bọn bạn ở dưới nước thì tự nhiên cảm giác bị chuột rút đang lúc gần tắt thở thì tự nhiên có một bàn tay dưới nước đẩy đít em lên bám lấy cái phao mà thoát chết những sự việc liên tiếp cùng với công việc cuộc sống đảo lộn làm gia đình em sinh nghi bố mẹ em dạo đó lại đi gọi hồn. Nhưng lần này, không gọi ở trung tâm, mà gọi ở ngay thầy bà gần nhà. Lần đấy ông nội em lên. Ông em có nói là dòng họ đang gặp chuyện. Ông bà thì không vấn đề gì, nhưng mộ cụ ông bị mồ mả động đả. Cụ ông em giận vì sau 3 năm phù hộ cho con cháu mà không được ai tìm về. Bây giờ cụ quay lưng đi, dòng họ em bắt đầu gánh hạn. Bố mẹ em sốt sắng hỏi mộ cụ ở đâu thì ông không nói. Gọi hồn cụ ông thì cụ không về, cụ dỗi. Dạo ấy không khí trong dòng họ căng thẳng và ngột ngạt lắm. Thời gian càng lúc càng trôi qua thì càng lắm chuyện xảy đến. Một hôm cô thứ ba ở quê em gọi điện xuống. Cô bảo gần đây cô thấy lúc nào cũng nóng trong người, ruột gan cứ như là lửa đốt đấy. Đêm qua cô có nằm mơ, thấy có bóng người phụ nữ về mách bảo các con các cháu mau tìm cụ ông về, chôn cất lại cẩn thận, không thịt đại họa. Thật đầu gia đình em cũng không tin lắm đâu, nhưng cô em cứ tha thiết gọi các anh chị về, nên bố mẹ cùng các cô chú cũng về quê để tìm mộ cụ. Đêm đó là vào một đêm đông, sau khi cả nhà em đã về quê, cô em, cô thứ ba dục bố em, chính là con trưởng, thắp hương trên ban thờ tổ tiên rồi tất cả kéo nhau ra ngọn đồi ở nghĩa địa. Em cũng có mặt trong đoàn người ngày hôm đó. Giữa cái nghĩa địa tối tầm, bốn ngôi mộ đắp nấm san sắt nhau là nơi mà mộ ông em nằm đẫn trong đó. Cô em đứng đó thắp hương rồi lầm dầm khấn vái. Cả họ cũng có mặt ở đó nửa tin nửa ngờ lắm. Nhưng vì chính cô là người đã từng bị ông ốp vong lại là người có thể nhìn thấy ông bà, nên có phần nào đó tin. Họ nghĩ rằng, rằng cô em đang có một khả năng gì đó. Cô em khấn vái một hồi lâu, rồi cô lấy ra trong túi một quả trứng và một cái đũa ăn cơm. Cô bảo lần lượt từng người con trong gia đình, đầu tiên là bác gái cả. Cô dặn bác đi cắm cây đũa xuống dưới chỗ các ngôi mộ, rồi đặt quả trứng vịt lên nếu quả trứng đứng yên thì đó là mộ cụ cả nhà bán tính bán nghi nhưng cô em đã bảo thì mọi người cũng làm gia đình bố em gồm tám anh chị em lần lượt từng người vào thử cắm đũa rồi đặt quả trứng lên nhưng đều thất bại quả trứng cứ thế mà lăn từ đầu cây đũa rơi xuống đất cả cô ba em cũng đến thử đến chục lần nhưng không tìm được nấm mộ nào đang lúc hết hy vọng cả nhà định kéo nhau ra về trong sự nghi hoạch thì chú út chú ấy ngắm một ngôi mộ ở ngoài rìa mà cắm cây đũa xuống chú tư em bảo thôi thử làm gì về đi có được đâu vừa dứt lời thì kịch quả trứng vịt được đặt đứng theo chiều dọc đang đứng yên như hút năm chân trên đỉnh đầu của cây đũa nhỏ cả họ em trố mắt chú út em như không tin vào tay mình Chú lắc đầu quan sát một hồi, rồi lấy tay vẩy vẩy quạt. Lạ thay, quả trứng cứ đứng yên ở trên đó không rời đi, không hề lay động. Cứ như hai cực của năm châm hút chặt lấy nhau. Cả nhà ồ lên một tiếng, cô ba em quỳ mọp xuống hô lên. Cụ ông ơi, chúng con tìm được cụ rồi. Người thì vẫn há hồm trợn mắt, không tin vào mắt mình. Người thì bắt đầu vái lạnh như tế rào. Cô ba em thì cứ như thế mà khóc lên nức nở. Bố mẹ em thì hỏi ai bày cho cô các cách tìm mộ này, thì cô lắc đầu, không nói. Một tuần sau công việc sang cát, cho ông cụ bắt đầu. Vì bốn ngôi mộ này đều chỉ là đắp nấm không mồ, không mã, không được xây lên, nên cũng chẳng ai thừa nhận gia đình em đào mộ không có gì khó khăn. Đêm đó cũng là một đêm đông, đội bốc mã lần trước cũng có mặt, bố em thắp hương khấn vái một hồi rồi bắt đầu bổ nhát quốc đầu tiên cốc một tiếng vang lên tiếng quốc đầu tiên va vào vật gì đó vang lên vang lên tiếng lạnh người ông đào mã dừng ngay tay lại cúi xuống gạt gạt lớp đất ra những ánh đèn được chiếu vào ai nấy lạnh người run lẩy bẩy tiểu sành là một cái tiểu sành cũ kỹ ngay nhát quốc đầu tiên bổ vào đã vỡ cả nắp ôi thôi xong rồi ông bốc mộ kêu lên thì ra là mộ cụ em hồi đó được chôn cất sơ sài sau bao năm với vận đổi sao rời dụng bể nương dâu thì cái mộ nó mạt hết tiểu của cụ em trồi lên ngay sát mặt đất chỉ một lớp đất mỏng sẽ lộ ra ngay dưới nắng mặt trời nhìn tiểu xanh của cụ nằm chỏng trơ trên đất thế này bảo sao cụ không dỗi không phù hộ cho con cháu họ bới tiểu sành của ông em lên. Bên trong đã không còn xương cốt gì cả, chỉ còn lại một nắm đất đen kịt cùng vài cái mảnh gì trắng trắng. Đất đen cùng với xương cốt của cụ được bốc xếp vào một cái tiểu khác. Mấy cô chú em cứ khóc dưng dứt vì thương cụ bao năm, phù hộ cho gia đình, mà nằm đây không có tên, có tuổi, có mồ mả mà đàng hoàng. Còn cháu quả thật, có lỗi với cụ Tiểu xanh mới hít của cụ em lần đấy được chôn lại vị trí khác sâu đến hơn một mét và xây lên đàng hoàng to đẹp lắm. Thời gian sau đó, mọi chuyện trong họ bắt đầu trở về với nhịp sống bình thường. Mẹ em đi gọi hồn ông bà về, thì ông bà bảo, đúng là mộ cụ rồi, cụ cũng hài lòng lắm. Duy chỉ có cô ba em là bắt đầu xảy ra sự lạ Ai hỏi về việc vì sao tìm được mộ của ông thì cô cũng lắc đầu không nói. Cô thường tự làm nhà một mình và bắt đầu đưa ra những lời phán khó hiểu vô cùng. Họ cho cô đang bị một cái chuyện gì đó kỳ lạ ập tới. Những chuyện ly kỳ khác ngày càng đến nhiều hơn, nó xoay quanh cô ba nhà em. Sau lần tìm được mộ của cụ em thì cô ba nhà em bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nói sơ về cô ba Cô sinh năm 67 Có bốn đứa con gái Hai đứa đầu đã đi lấy chồng Và có hai đứa bé Vẫn đang ở nhà Cô làm ruộng và có cách sạp hàng giấy dép nho nhỏ Ở chợ quê Từ ngày tìm được mộ ông cụ Thì cô bắt đầu khắc hẳn Cô em từ một người đàn bà Quanh năm chân nấm tay buồn giản dị Học cũng không đến nơi đến trốn Từ bé bắt đầu chú trọng Cách ăn mặc hơn thi thoảng lại thấy cô có những câu nói như câu thơ, câu hát lẩm bẩm một mình. Cô em ngồi bán hàng ở chợ thì hay thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ai đó, đôi khi lại nói ra một vài câu phán vô đông vô tây làm cho người khác khó hiểu. Sáng sáng ra chợ, mở hàng là cô thường mặc một cái áo hồng cánh sen và hay đi mua đủ chín bông hoa hồng đủ màu để thắp hương lên bàn thổ công thổ địa. Từ cách ăn nói, dáng đi của cô bỗng dừng khác hẳn, y như cô được đào tạo qua một gia đình gia giáo lễ nghĩa. Cô em cũng tự dưng béo hơn, trắng hơn và trông trẻ hơn rất nhiều. Không có vẻ đen nhẹm của cô ba vẫn thường làm nông ở nhà. Nói chung cô thay đổi gần như 180 độ vậy. Một hôm đang ngồi bán hàng, có ông khách vào mua giày dép, cô em nhìn ông ta rồi nói bừng cuồng về chỉnh cái ban thờ, bốc lại cái bát hương đi. Không thì nhà còn rối tinh rối mù lắm, trong nhà lạnh lẽo lắm. Ông khách chố mắt nhìn cô một hồi hỏi. Chị là thầy bói à? Cô em chỉ cười không đáp. Có lần chị bắn cá ở gần sạp cô em, nhà gặp nạn. Chồng đi phụ hồ bị ngã dần giáo nằm viện, ra cảnh kiệt quệ. Cô em mua cá rồi ngồi trước mặt chị ta nhìn chị ta khổ lắm. Cô lấy ngón tay, vẽ lên đất một con số 74 rồi bảo. Đấy, cô cho lập. Nói rồi cô em quay đi và không bảo gì thêm. Tối hôm ấy chị hàng cá trúng đề những 100k con 74. Vụ đấy chị ta có tiền chăm chồng ở viện, nhưng bắt đầu bù lu bù loa lên là cô em cho số. Người ta bắt đầu để ý đến những hành động cử chỉ lạ lùng của cô em nhiều hơn Nhưng cô cũng làm tránh dần Có lần cô nhặt được tờ 500k lúc dọn hàng Từ đâu gió thổi năn tới Cô lấy một nửa đi mua đồ lễ về cúng mang thắp hương Một nửa cô mang đi cho gia đình bà quét sắc ở chợ Câu chuyện đầu tiên xảy đến với gia đình em Cũng làm em nhớ nhất là vào khoảng năm 2011 Khoảng tháng 10 Nhà em đang bận bịu bán hàng thì cô em ở quê gọi điện cho bố. Anh, anh gọi ngay thằng Hắt ở Tây Nguyên ra đây. Có việc quan trọng, gấp lắm rồi, mà chỉ anh mới gọi được nó thôi nhá. Gọi nó đi anh ơi, không ai gọi nó nghe đâu. Chú Hắt là chồng của cô Tư, đẻ ngay sau cô ba nhà em. Vợ chồng cô Tư ở tận Đắk Nông những năm 96, thi thoảng có việc lại bay ra Nói qua về chú này thì chú là một người hiền lành nhưng cục tính. Rượu vào là hay thay đổi con người trở thành một người giống như chí phèo hay chửi bới đánh đập vợ con. Rượu làm cho đầu người ta hỏng. Bố em nói Có chuyện gì mà gọi nó già cấp thế? Cô em giải thích qua với bố. Khi đó bố mẹ em vẫn chưa kể cho ai nghe, chỉ có hai người biết thôi. Một cuộc điện thoại gọi trong đêm nối máy vào Tây Nguyên. Chiều tối hôm sau, chú em có mặt ở ngoài Bắc và sáng hôm sau nữa về đến quê. Lạ ở chỗ, chú này tính tình ương bướng lại hay tiếp tiền. Mà thế bố em vừa gọi, bảo trong gia đình có việc chưa biết là chuyện gì, thế mà chú bay ra ngay. Về đến quê, cô em chỉ nói qua loa là nhà chú em gặp hạn. Ngồi trước ban thờ cô cúng xin giải hạn cho. Chú em chẳng hiểu gì, nhưng cũng ngồi làm lễ theo đến hai buổi. Hai ngày sau đó chú bay về trong. Chú ra làm và nghe lời dâm dấp mà chẳng có hỏi han hay tò mò về việc bị gọi ra đây cả. Chú em vào Nam, thì hôm đó cô ba xuống nhà em chơi. Lúc ăn cơm ngồi trên gác, em có nghe thấy cuộc nói chuyện của cô nói rằng Chuyện em bảo anh gọi thằng Hờ ra đây là có lý do đấy. Đừng có để lộ ra ngoài. Nó tận số rồi, Gọi ra đây là để em xin cho được kéo dài ngày nào hay ngày đấy, chứ không có cứu được nữa. Bố mẹ em mắng cô. Bố em bảo cô dậu này cứ làm sao ấy, ăn nói phán xét yên loạn. Chú đang như thế mà bảo chú tận số. Dù tính tình không có được chuẩn, nhưng rốt cuộc chú vẫn là con người tốt. Chú lại là lính của bố ngày xưa. Bố em giới thiệu cho cô Tư. Cô em im lặng khóc. Hôm ấy hít trước khi về quê cô nói rằng Thằng Hờ nó dễ nhà mình Một giọt máu đảo hơn ao nước lã Đáng ra em chưa được phép cứu đâu Nhưng nó là em mình Cô làm sao Em vẫn phải cứu nó Em làm hết sức rồi Có thể em sẽ bị phạt đấy Câu nói này của cô làm cả nhà Không ai hiểu gì hết Bố mẹ em không có kể ra với ai em cũng nắm được câu chuyện kể từ đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm ấy là ngày 16 âm lịch tháng chạp năm 2011. Cô em ở Tây Nguyên gọi ra cho bố. Anh ơi, câu chuyện này em không biết có nên nói với anh không nhưng mà em lo quá. Ông hở nhà em đi đâu hai ngày nãy không về, tự nhiên em cứ nóng hết cả ruột. Chú em là người nghiện rượu, việc chú đi đâu vài ngày mới quay trở về không có gì làm lạ. Nhưng sau lần này, tự nhiên cô em lại điện ra, báo với bố em như thế cơ chứ. Cô Tư nói rằng hai hôm nay lòng của cô cứ nóng như nửa đốt, đã đi tìm hết nhà người quen bạn bè mà chẳng biết chú ở đâu. Có người bạn hàng nói tối hôm qua, trước khi nhậu xong thì ai về nhà nấy, giờ không biết đi đâu. Chú em cũng đi chơi không bao giờ mang điện thoại, hay giấy tờ ví phụng gì yêu người cả. Bố em chấn ăn cô một hồi, rồi bảo cô tiếp tục tìm. Nếu ngày mai ngày kia không thấy, thì báo công an, nhờ người ta tìm kiếm. Bố mẹ em bắt đầu nói chuyện, và nhớ về những lời cô ba đã từng nói, nhưng vẫn còn hoài nghi lắm. Cũng chưa xác thực được, có đúng hay không. Cứ nghĩ là chú đi đâu mấy hôm sẽ về thôi. 23 Tết ông công ông táo, một cuộc gọi từ Tây Nguyên làm cho cả nhà em nhốn nháo. Trọng của từ chết. Cô từ gọi ra, bảo là đi tìm khắp nơi không thấy. Cô có nên đồn công an huyện cách nhà 20 cây để báo mất tích thì người ta hướng dân thủ tục tìm kiếm. Lúc cô từ em tả về hình dáng quần áo chú mặc theo thì anh cán bộ, nheo mày, gọi cô em sang phòng bên. Anh ta đưa cho cô một tấm ảnh người bị tai nạn ở dốc đèo rồi hỏi nhìn người này có quen hay không cô em trời đất như trao đạo cô em ngã khuỵu xuống vì người bị ô tô đâm trong ảnh không ai khác chính là chồng của cô tư chú em chết mà không hề có giấy tờ không có ai đến nhận dạng mặt be bét máu người ta để mấy ngày không ai đến nhận thì đem chôn ở nghĩa trang cô tư và các con đến đó thì mộ cũng đã đắp xong chú chết bất đắc kỳ tử lại vô thừa vô nhận chẳng ai được nhìn chú lần cuối kể xong thì cô em khóc nấc lên gia đình em ngay sau đó bay vào tây nguyên một đám tàng nhanh chóng được diễn ra khi bay ra cũng đã là 27 tết bố em họp mọi người lại kể lại chuyện cô ba đã phán trước tai nạn của chú cả họ bàn tán xì xầm bán tính bán nghi Bữa vào Tây Nguyên, cô ba em không đi. Hôm họp họ ở nhà em cô ba cũng không xuống. Gọi điện về quê thì chồng cô ba nghe máy bảo là Ôi giỏi ơi, anh ơi, nó đứng một chân như con cò trên giường kia kìa. Tay thì à, chắp lại vái vái ba ngày nay rồi, chẳng chịu ăn uống gì hết. Nhà đang có việc, em chưa kịp nói với ai. Đến đây thì cả nhà em càng xôn xao hơn. Mẹ em đứng lên, nói một câu ngắn gọn. Cả họ mai về quê, lại có chuyện rồi. Sáng 28 Tết, gia đình em kéo nhau về quê gần chục người. Vừa để xem tình hình cô ba, vừa để tiện ra nghĩa địa mời tổ tiên về ăn Tết. Từ xa xa chỗ dọc bờ sông là em đã nhìn thấy nhà ông bà. Ông bà em ngoảnh mặt ra sông cách độ 300 mét. Mọi khi về quê, hồi ông bà còn sống Lúc đi qua đoạn này, nhìn thấy nhà ông bà là em cảm thấy mừng lắm, thân thương lắm. Mà sao giờ đây nhìn căn nhà nó cứ xa xăm, lạnh lẽo, rợn rợn Lúc đi đến cổng, thì thấy chú, chính là chồng của cô ba đã đứng đợi sẵn. Vẻ mặt chú hốt hoảng, đi 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 lại. Vừa thấy đoàn người, thì chú mừng rỡ nói ngay. Ui, anh, anh chị vào nhà mà xem, em nắng dối hết cả đầu, mấy ngày nay không ăn không uống gì Cứ lúc tỉnh lúc mê Lúc sưng cô lúc sưng bà Liên tiếp chửi rủa kia kìa Bố em khuyên chú bình tĩnh Rồi mọi người cùng nhau kéo vào trong Vừa vào đến sân Chưa kịp chống cái xe máy Thì ai nấy đều câu mày khi thấy cảnh Hai đứa con út của cô ba đang ngồi co do trong bếp Mắt mũi tèm lem Sân vườn lộn xộn bừa bãi Rồi tiếng nói to Của cô ba trong nhà vọng ra Đứa nào Đứa nào bước vào đây, ta bóp chết, bóp chết. Mẹ em mở chồng mắt, chồng cô ba chạy lại nói. Đấy, anh chị xem. Lúc thì cứ như con ma nhập đòi bóp đòi giết, lúc thì xưng cô nọ cô kia, có lúc thì tỉnh, cứ nhớ già dòng khóc thút tít. Được một lát lại chửi vậy đấy. Bố em bước lên thềm nhà, căn nhà năm gian của ông bà hôm nay sao nó kỳ lạ đến thế. Đang là 10 giờ sáng mà điện đóm cứ tối om om ấy. Bên trong như thoát ra một hơi lạnh làm người ta run người. Bố em đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Bên trong vẫn phát ra những tiếng chửi rủa không ngớt. Cảnh tượng trước mắt làm cho ai nấy giật mình thon thót. Là cô bà. Cô bà đang đứng bằng một chân trên giường. Chân kỳ co lên. Chân chấp lại như đang cúng bái. Động tác lúc này giống như mấy người đang tập yoga vậy. Cô mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen nhỏ nhĩ sọc sạch, đầu tóc bù xù rỗ rượi, mồm cô ngắt ra, mắt cô trợn lên hung dữ mà hét lớn. À, tiên sư chúng mày, chúng mày vào đây, tao bóp chết, tao bóp chết. Các nhà tất cả cửa nẻo đều được đóng lại, không một chút ánh sáng chiếu vào, đèn điện cũng không bật, kỳ lạ mười giờ sáng mà sau căn nhà nó cứ tối như đêm ba mươi như thế này cơ chứ nói rồi cô cứ đứng thế mà cười lên lanh lảnh làm cho ai nấy đều giận người cảnh tượng trước mắt làm cả nhà không biết xử lý ra sao lúc này hình như không phải cô ba mà có lẽ là một người khác mày trời ai thế mày làm sao hả ba bố em là người đầu tiên tiến lại gần giường nói lớn Cô ba nhìn bố chầm chầm Nhổ nước bọt phì phì gào lên <laughs> Ê thằng oắt con Mày gọi ai là mày Mày có tin tập vặn cổ mày Từ đằng trước ra đằng sau không Hả thằng oắt." Bố em tái mặt Mở tròn đôi mắt Chú Sáu và chú Tám nhà em thấy thế Thì từ phía sau chen lên Hai chú sắn tay áo tiến về phía cái giường Mỗi người một bên tính lôi cô ba xuống Cô bà em thấy vậy liền vươn đôi tay ra Hình ảnh lúc này thật sự giống như một con quỷ Chứ không phải là cô bà Cô bà nhanh toàn thoát Vươn đôi bàn tay ra phía trước mà cao nát mặt Vẫn đứng trong cái tư thế một chân Cô vả hai phát chúng vào mặt hai chú Chú a lên một tiếng rồi lùi lại Mặt giống năm đường sức nhỏ Dên dị Cô bà cười lên lanh lạnh Chú Sáu cũng lùi lại Thật sự lúc này ai nấy đều đoán chắc chắn đây không phải là cô ba, mà là một con quỷ. Mẹ em tiến đến lên tiếng. Ở cho hỏi vong ở đâu? Sao lại vào nhập nhập vào cái ba nhà em? À nhà con. Cô ba nhìn mẹ trợn mắt, cười lên rồi nói. Tao ở đâu? Mày hỏi làm gì? Chúng mày đáng tuổi cháu tao, nhá. Nói xong cô lại cười lên khanh khách Bố mẹ em quay sang nhìn chú Muốn nói gì đó Rồi lại thở dài thưởng thược Chú nói Đấy Mấy ngày rồi đấy Bố em bảo tất cả lui ra khỏi nhà Đóng cửa lại Căn nhà bên trong lại tối đèn nhiều hũ nút Cả đoàn người cùng nhau kéo xuống bếp ngồi Cô ba em đứng ở trên nhà Cứ nói vọng ra lúc khóc lúc cười Căn nhà như có một người điên đang gào thét bên trong vậy thật sự tình trạng này ở trong họ nhà em chưa từng xảy ra bố em bắt đầu ngồi bàn bạc với mọi người người thì hỏi cô ba có bị ngã không người thì hỏi trước đây hồi bé có bị tiền sử bệnh động kinh không người thì bảo cô ba có bị vong nhập không có người bảo hay là cô ba đang diễn trò một cái thứ trò ma quỷ gì đó thì sao không khí lúc này ngột ngạt căng thẳng và loạn cả lên em cứ thế nép sau cánh cửa mà nhìn lên trên nhà trong lòng lo lò lắng hàng xóm xung quanh thấy gia đình em kéo về quê mà lại thấy bên trong nhà có tiếng chửi nhau loạn xạ thì cũng kéo sang hỏi thăm mẹ em chạy vội ra cổng chào hỏi qua loa rồi xua họ về bảo cô ba đang bị ốm mọi người đừng quan tâm để tránh gây xôn xao dư luận có người hình như biết chuyện đoán được đoán già đoán non ngoái cổ vào trong nhìn họ bàn tán xì xầm trì trỏ với nhau rồi ra về buổi trưa hôm đó mẹ và thím em nấu một mâm cơm tạm bỡ dưới bếp cho cả nhà ăn chẳng ai nuốt được buổi chiều bố cùng các chú cũng ra khu mộ cụ và ông bà nội để mời ông bà về em thì cùng với mẹ và các thím vẫn ngồi trong bếp mà chờ đợi lắng nghe những tiếng cô ba chửi rủa lúc thì có tiếng của đàn ông lúc thì lại có tiếng đàn bà, lúc có tiếng khóc bé bé như đứa trẻ con từ trên nhà vọng xuống. Có lúc lại tiếng hú hét tiếng xì xì, tiếng của bà phát ra như một người nào đó vọng xuống dưới bếp. Mà quỷ phương nào, dám về đây hại cô! Cô bà em cứ trong tình trạng đó hết ngày này đến ngày khác. Cô không ăn không uống, thậm chí còn tiểu đầy ra giường. Nhưng lại ở chỗ, cô chỉ đứng bằng một chân suốt mấy ngày. Thế có khi chân cô làm bằng sắt mất. 9 giờ tối, trong lúc công cuộc bàn bạc dưới bếp còn chưa đi đến đầu, mẹ em bảo ngày mai sẽ đi mời thầy về cúng xem thế nào. Mọi người định kéo nhau ra về, mai sẽ xử lý tiếp. Vì nhà ông bà có mỗi cái giường ngủ thì đều ở trên nhà, mà giờ lên đấy thì cô ba cố chửi chết. Tàng lúc lục cục, đứng dậy thì trên nhà có tiếng mở cửa, tiếng đập cửa. Oảnh một tiếng, mọi người ngó đầu là cô bà. Cô bà đứng ở hiên nhà, đôi mắt của cô nhắm tịt. Cô đưa bàn tay lên trời múa rồi hát một câu hát. Câu hát tha thiết, nghe đến rợn tóc gáy. Chim kêu vườn hót trên ngàn Dưới khe cá bạc, cá vàng trâu lên tam thai ngũ nhạc án tiền trăng thanh gió mát quần tin hội đồng khi vui ngự chiếc xe rồng lúc buồn gãy khúc đàn thông tỳ ba giữa màn đêm đen tối bóng dáng cô em đứng đó uốn éo trước cửa nhà vừa múa vừa hát làm ai nấy há hốc mồm trợn mắt Cô bà múa may một hồi rồi mở mắt ra. Mắt cô lâm sòng sọc, sọc. Cô nhìn xuống bếp, chỗ nhóm người đứng lố nhố rồi cười lên kỳ dị. Đằng không biết xử lý ra sao, thì cô bỗng vùng chạy đi. Vì thuần thất ra phía ngoài cổng, đầu tóc rũ rượi, chân không đi dép. Cô cứ thế vừa cười vừa hát mà lao đi mất hút trong màn đêm đen. Cả nhà em nháo nhào lên, Ai nấy phi vội vào trong nhà vớ lấy mấy cây đèn pin mà chạy theo tìm. Hai đứa bé thì co do ôm nhau dưới bếp mà run lên cầm cập. Một cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn. Trong màn đêm mù mịt của những ngày giáp Tết, mưa xuân gió thổi bay bay, cô ba em lao vun vút như một cái bóng phi thẳng ra ngoài đầu làng. Cả nhà học tốc đuổi theo, chẳng mấy chốc, mà bóng cô đã chạy tuốt phía trên đê Từ xa xa văng vẳng những câu hát. Lòng người như nước mùa thu thấm nhuần cây cỏ bốn mùa tốt xanh. Tay tiên tỉa lá vin cành hoa tươi trái chín để dành đời sau chân cô lạ bước tới đâu mở đường nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa nón buồm vai quẩy lắng hoa khi vào xứ huế khi giá bắc thành bóng hồng đúng đỉnh non xanh trăng in đáy nước lòng lánh suối vàng một người phụ nữ nhà lông, học hành chẳng tới nơi đến chốn tính tình thật thà giản dị, quê mùa như cô ba, mà sao lại có thể hát ra những câu như vậy? Cô cứ chạy, đoàn người nhà em cứ đuổi. Sau mấy ngày không ăn không uống mà cô em chạy thoăn thoát như là vận động viên. Cô chạy dọc triền đê rồi phi tuyết ra ngọn đồi khu nghĩa địa của làng. Cô ba em lúc chạy chân đất, bóng cô từ xa luồn lách qua những ngôi mộ, vừa chạy vừa hú vừa hét. Chó trong làng nghe thấy tiếng động thì sủa lên in ỏi từng hồi, chu chéo ẩm ý. Cả nhà em cứ chạy theo bóng cô, phi lên ngọn đồi, trên những ngôi mộ dày đặc. Bà ơi, đứng lại em ơi! Đuổi theo được một lát thì cô ba em cũng mất hút, chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Cả nhà chia nhau ra, soi khắp ngọn đồi, Người trong làng thấy thế cũng tò mò ra xem giúp gia đình tìm kiếm. Thế nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ đêm không có kết quả. Mọi người chán nản ra về. Em cùng với mẹ và thím xuống đồi về nhà trước. Bố em cùng các chú vẫn lùng sục ở khu nghĩa địa mật tiếp tục tìm. Về đến nhà ông em thì đã là hai rưỡi sáng. Vừa bước qua cổng nhà, em bỗng giật mình, hốt tay mẹ. Là cô bà, Cô ba vẫn ở nhà từ lúc nào chẳng ai biết. Cô nằm ngất liệm ở bậc tam cấp. Bên cạnh là hai đứa con đang lay vai mẹ khóc nức nở. Mẹ và thím em thấy vậy vội đến. Lấy điện thoại gọi cho mọi người báo rằng cô đã về nhà. Bảo mọi người mau về. Ngay lập tức mọi người cũng trong đó mà hỗn loạn kéo nhau về. Vào trong nhà thì cô em bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa quần áo lấm lem, tóc tai bù xù, bàn chân cô đen xì bùn, lại còn tét cả máu do lúc nãy chạy chân không mang dép. Bố em cùng các chú đi đến nhà ông bà thì cũng là 3 giờ sáng. Cả làng như bị đánh thức, chó của khắp làng cứ thế mà sủa lên, chu chéo. Kính cổng nhà ông bà được chú Sáu vội vã đóng lại tránh cho hàng xóm láng giềng tò mò chạy sang mà bàn tán dị nghị Trên giường, mẹ và thím đang lau mặt, rửa chân cho cô ba. Rõ khổ, mấy ngày nay chẳng ăn uống gì. Lúc này nhìn thân thể cô như là cái xác không hồn vậy. Bố em đứng xem xét một hồi rồi nói. Bây giờ tạm ổn, gần sáng rồi. Thôi mấy anh em về nhà trước để mai còn bán hàng Tết. Mấy chị em gái ở lại, chăm sóc theo dõi con bà tình hình như thế nào phải gặp báo ngay nghe chưa mẹ và thím em ở lại quê em cũng tò mò xin ở lại để hóng hớt bố em cùng các chú ra về cả đêm hôm đó cô ba em không tỉnh chú chồng cô cứ ngồi lặng thinh ở bên hiên nhà bắn thuốc lào trông ra ngoài xa xa mấy ngày nay chú không ngủ người vất vả nhất hoang mang nhất có lẽ chính là chú và hai đứa con của cô. Trong đầu mọi người quẩn quanh toàn những câu hỏi, những điều khó giải thích về hiện tượng của cô ba. Mẹ em lặng lẽ ra ban thờ châm lấy mấy nén hương mà thắp lên lầm dầm khấn vái tổ tiên phù hộ. Đêm đó, cứ thế mà dài đắng đắng trôi qua. Trưa ngày hôm sau, 29 Tết, cô ba em tỉnh lại. Cô lơ mơ, cô khô bàn tay lên trên không khí vẻ yếu ớt thấy cô tỉnh thì ai nấy vừa mừng cũng vừa sợ. Chẳng biết hiện tại cô là người hay có bị ai nhập hay không. Cô dân gì rồi khe khẽ nói. Đói quá. Cái nợ đâu? Cái về đậu bố nó. Nghe đến đây thì một tảng đá đè nặng trong người được thả xuống kết bịch. Chú chồng cô vội vã đến bên đỡ cô dậy nhìn cô lúc này xanh xao vàng vọt lắm, đôi môi khô nứt nẻ. Em cùng với các thím nấu một bát cháo trắng, mẹ em thì lại ra ban thờ mà thắp hương. Cháo được bê lên, cô run rẩy, không đưa được bàn tay mà cầm. Mẹ em phải bón cho cô từng thìa nhỏ để cho cô ăn. Hai đứa bé còn cô thì vẫn sợ mẹ chưa dám lại gần. Em cùng chú cứ đứng quan sát xem cô có biểu hiện gì lạ không. Nhưng lúc đó hình như cô đã tỉnh. Ăn xong bắt cháu, sắc mặt cô đỡ hơn. Mẹ em chỉ vào mình, hỏi cô. Thế cô nhận ra ai đây không? Cô ba gật đầu. Mẹ em hỏi tiếp. Thế cô nhớ gì không? Có phải là em ba không hay là ai? Cô em gật đầu thở hồn hển Em đây. Sao chị? Chị làm sao thế? Mẹ em lúc này mới yên tâm. Mẹ em từ từ kể lại cho cô biết mấy ngày hôm nay cô như thế nào. Rồi đêm hôm qua diễn ra sao? Cô bà ngồi dựa lưng vào tường mà mở tròn đôi mắt như không tin vào tay mình. Cô em bảo cô em không nhớ. Nhưng cô nhớ có một điều là cô thấy vong ma bóng quỷ hôm qua vào nhà của mình. Nhưng nó cứ tranh nhau, ốp vào người cô. Trong đầu cô là những mảng ký ức lộn xộn. Mẹ em hỏi vì sao dạo này cô có biểu hiện lạ cô hay phán lung tung rồi hay xưng là cô này bà nọ thì cô lắc đầu không đáp mẹ em kể cô biết về đám tang của chồng cô tư rồi sự việc xảy ra ở tây nguyên thì cô em thở dài <laughs> em đã cố hết sức rồi thấy cô không trả lời thì mẹ không hỏi thêm chăm sóc cô đến chiều thấy tình hình tạm ổn thì mẹ em cùng các thím ra về để cô lại cho chú chăm sóc. Mấy ngày giáp Tết bận bịu nhiều việc nên không có thể ở quê lâu được. Tết năm 2012 là một cái Tết buồn và ảm đạm với dòng họ nhà em. Phần vì chú chồng của cô Tư chết, phần vì chuyện của cô ba. Cô ba sau hôm ấy tưởng chừng sẽ bình thường trở lại, nhưng không phải. Cô lại lúc tỉnh lúc mê, Lúc thì sưng cô sưng bà, lúc thì lại tỉnh khóc lên rừng rực. Hôm đó là sáng mùng 1, gia đình em vẫn có cái truyền thống từ hồi ông bà còn sống là sáng mùng 1 Tết cả họ sẽ về quê nội. Hôm đó về quê thì cô cứ ngồi im trên giường mà khoanh chân, cảnh tượng kỳ lạ lắm, nhưng mọi người cứ cố coi như đó là chuyện bình thường. Chiều hôm đó em cùng gia đình sang chùa chúc Tết mấy nhà hàng xóm bên cạnh. Lúc gần vào chùa Thì nghe loáng thoáng mấy bà Mấy người làng Ngồi nói chuyện với nhau Biết chuyện gì chưa Cái bà nhà ông A Bà B bị điên rồi đấy Ồ thật á à? Đừng có nói linh tinh Thật không tin bà sang mà xem Chả hiểu ăn nói kiểu gì Giờ phát điên rồi Những tiếng đồn ác miệng của người làn Làm em bỗng dưng bốc hỏa Em hắng giọng một cái mấy bà bên trong giật mình quay ra thấy đoàn người nhà em thì họ luống cuống thay đổi nét mặt rồi đon đả đón tiếp mới mùng mộ một tết mà đã thấy cóc tiết rồi từ hôm ấy trở đi cô ba vẫn luôn trong tình trạng như vậy có hôm cô thẫn thờ đi từ nhà giao đầu làng rồi đi từ đầu làng về nhà có hôm nửa đêm cô lại bỏ nhà đi đâu đến sáng khi về thì như một người mất hồn cười lên hình hịch. Có hôm lại ngồi trên giường khoanh chân, thỉnh thoảng cho chú em con số mà lại thay số đề số lô đều trúng. Chú chồng cô ba là dân buôn châu Bỏ, hôm đó có anh bạn trong hàng cũng là người cùng làng sang chơi. Thật ra thì sang chơi thì ít, sang thăm dò chuyện nhà em thì nhiều. Ông ta ngồi uống nước mà cứ nhìn chầm chầm cô ba ở trên giường xem có gì lạ không để dình xin số. Trong cuộc nói chuyện, ông ta hay nói bậy văng tục, dân buôn bán chợ búa ở quê mà. Đó cũng là chuyện bình thường. Cô bà lúc đó đang ngồi trên giường thì mở mắt ra. Cô gọi cái nờ là con của cô lại thì thầm vào tai đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhanh nhẩu chạy ra bàn nước rồi nói. Chú ơi, mẹ cháu bảo chú nói bậy ít thôi, không là dụng răng đấy. Ông ta nheo mày Chú chồng cô ba xua tay Con nói linh tinh cái gì đấy Ra ngoài chơi để bố tiếp chuyện chú Lời truyền tay của đứa bé hơi khó hiểu Và ông kia cũng để ngoài tay Trong lòng có lẽ là đang chấp gì một đứa trẻ con Ông ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn văng tục trong nhà Trước ban thờ của ông bà em Cô ba thì ngồi trên giường Mỉm cười đầy khó hiểu lát sau ra về. Trước khi về ông vẫn còn vẫy tay. Tôi về nha, hôm nào nhớ có số cho anh với, đừng ăn mảnh đấy. Nói rồi ông ta bước ra cổng, vừa được mấy giây sau, bên ngoài nghe tiếng hụt một cái. Chú bà đang trầm điếu thuốc thì giật bắn mình. Cô em ngồi bên trong bỗng cười lên lanh lạnh. Chú buồn cái điếu cày đật đật chạy ra ngoài xem. Thì ôi thôi, Ông Kiên nằm úp mặt xuống dưới đất, lồm cồm bò dậy đầy đau đớn. Chú em chạy đến đỡ ông ấy dậy, thì ông ấy nhăn nhó ngẩng mặt lên, mồm bê bết máu, hai cái răng cửa rụng ra còn rơi trên mặt đất. Ồ, ồ kìa, chú có sao không? Đi đứng kiểu gì thế? Ông kia bịt mồm, đau đớn, ú ớ, không nói được câu gì. Chẳng hiểu đi đứng thế nào, mà vừa ra khỏi cửa vấp phải cái gốc cây, ngã đập mồm xuống đất gãy luôn hai cái răng cửa. Mặt ông ta đỏ bừng bừng, vừa tức giận, vừa sợ hãi, như đang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông ta vừa vội hai cái răng, rồi lúng cuống chạy thẳng. Từ trong nhà, tiếng cô ba em cười vọng ra, vẫn vang lên khảnh khách. Những câu chuyện kỳ lạ của cô ba cứ thế mà diễn ra, ngày một nhiều. Từ hôm cô phát bệnh, cô không cho chú động vào người, ngủ cũng ngủ riêng, cô cấm cả nhà, không được ăn thịt trâu, cá chép, thịt chó, cấm tỏi tanh, ăn hành. Chú em và hai đứa nhỏ khó chịu lắm, nhưng vì sợ nên cũng phải nghe theo. Sáng mùa 10 Tết, một cuộc điện thoại từ quê đổ vào máy bố, là cô bà. Thấy lầm lạ, bố mở máy ra, vừa alo thì nghe giọng cô hốt hoảng. Anh ơi, đi mua ngay hai con sư tử đá, loại nho nhỏ để cửa không thể nguy đến nơi bố em có hiểu đáp mua làm gì mới hôm nay đỡ chưa tự nhiên bắt anh mua sư tử đá cô em giải thích một hồi lòng vòng chẳng rõ nói gì rồi bố em cúp máy bố em thở dài nhưng chắc chắn bố nghĩ cô dạo này không bình thường nên cũng chẳng quan tâm mẹ em thì khác vẻ mặt mẹ đầy lo lắng có lẽ vì nhớ đến cái chết của chồng cô tư mẹ em bảo bố gọi lại xem tình hình như thế nào nhưng bố gặt phát đi bảo là vú va vú vẩn chiều hôm đó một giờ nhà em đang chuẩn bị đi chơi thì có một chiếc xe máy đỗ kịch trước cửa bước xuống xe ai nấy đều bất ngờ chính là cô bà mẹ em chạy ra đón cô vào nhà vừa vào đến nơi cô đã xông vào cửa nhà rồi vội nói anh có chịu nghe em không? Chị ở nhà từ phút này đóng cửa lại không cho ai ra khỏi nhà. Anh gọi thằng Năm đánh ô tô xuống đây, em với anh vào Thanh Hóa. Trong tối này trước 10 giờ đêm phải mang được sư tử đá về. Không thì đừng có trách là em không báo trước. Mẹ em hoang mang đến tột độ. Bố em tỏ ra khó chịu lắm, bố quát. Cô làm sao thế? Anh đã bảo là không rồi cơ mà. Cô còn xuống tận đây làm gì? Cô không khỏe ở nhà đi. Hôm nào tỉnh thì anh chị về quê nói chuyện cô bà em khóc nấc nên cô dãy đành đạch rồi nói không bây giờ anh có nghe em không anh có đi mua không anh không mua thì để em bỏ tiền em mua em mang về em đặt tận nhà anh anh mua hay là anh muốn muốn gì bố em tức giận vừa quát vừa cong mày muốn như thần tư à. <laughs> Cô em khóc lớn Bố em đang khó chịu Nghe thấy câu này cũng giật sững người Mẹ em vội vã đỡ cô Rồi lôi áo bố vào trong nhà Bố mẹ bản tính một hồi Cũng gọi chú Năm đánh ô tô xuống Chở đi Cả nhà lúc đó Cửa cũng được đóng kín Bố cùng cô ba đi Chú Năm thẳng tiến vào thanh hóa Em cùng mẹ và anh trai ở nhà Ai nấy hoang mang tột độ Mãi hơn 4 giờ chiều mới vào đến nơi. Mẹ em nóng ruột gọi cho bố liên tục. Bố em dặn mẹ ở yên trong nhà. Tối bố khắc về. Những cuộc điện thoại, những câu đáp trả bố em bảo vào đây rồi. Đi nhiều xưởng đá nhưng chẳng ở đâu bán đôi sư tử cỡ nhỏ như cô em muốn cả. Điều này làm mẹ ở nhà càng sốt ruột hơn. Đi 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 lại, đứng ngồi không yên. Thời gian lúc đó cứ trôi qua vùn vụt. Tối hôm đó, nhà em không nấu cơm, Mẹ em cứ gọi cho bố Nhưng bố không bắt máy Có lẽ bố không muốn cả nhà lo Chiếc kim đồng hồ cứ thế quay Chẳng mấy chốc đã chín rưỡi Mẹ em lúc này tay chân luống cuống Mẹ chạy lên ban thờ ông bà mà thắp hương Em cùng anh trai Đành ngồi ngoài phòng khách Không biết là cái chuyện gì nó đang diễn ra nữa Em vội vã vớ lấy cái điện thoại khi nghe thấy có tiếng chuồng bố em đầu dây bên kia nói đặt cho bố nồi nước nha cho ba cốc rượu đập thật nhiều gừng đun lên bố sắp về rồi em chưa kịp nói gì thì bố cúp máy lúc đó cố lắm em gọi mẹ từ trên gác xuống mẹ em làm theo lời bố thì cũng đã gần 10 giờ đêm mẹ em vừa nấu được cái nồi nước nhìn ra cửa anh trai em cũng nhìn ra nóng ruột ngóng bố về 9 giờ 55 phút. Chỉ còn vài phút nữa sẽ đến cán mốc 10 giờ đêm. Mẹ em lúc này chân tay run lẩy bẩy. Em đang hộ mẹ, bôi nồi nước, thì ở ngoài cửa có ánh đèn xe. Tiếng ô tô bíp còi vang lên, làm cho ai nấy mừng như bắt được vàng. Người mở cửa bước xuống xe, tiếng ô cô bấm còi, vang in ỏi. Mở cửa, mở cửa cho bố nhanh lên. Là tiếng bố em, anh trai em hô lớn một tiếng bố về rồi mở toang cánh cửa ra xe đã về đến nhà em mở điện thoại lên chín giờ năm mươi bảy phút bố gọi em và anh trai ra phụ bê cái hàng từ ghế sau đó là một đôi sư tử là một đôi sư tử đá nho nhỏ cao khoảng sáu mươi phân ai nấy đều vội vàng đôi sư tử được bê theo hướng không ngoảnh mặt vào nhà mà được bê lùi từ cửa vào tức là bê vào, mà mặt của hai con vẫn hướng ra ngoài đường. Đôi sư tử được đặt vào hai bên cửa nhà, nơi chỗ sát cánh cổng. Cô em lao vội đến chỗ nồi nước được chuẩn bị sẵn. Cô lấy cái khăn nhúng vào nồi, rồi sau đó cô không hề nề hà. Cả nhà im lắng, nín thở, theo dõi. Cô em nhanh toàn thoát, đến nâu mắt cho hai con sư tử, rồi đứng trước nó Mặt thì thầm mấy câu thần chú. Nói xong cô quay vào cửa, rồi nhìn bố mà nói. Ổn rồi anh ạ. À? Em rút điện thoại xem lần nữa. 9 giờ 59 phút. Cả nhà tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng như chút được cánh nặng, ai nấy yên lặng chờ đợi một câu giải thích từ phía cô em. Điện thoại báo 10 giờ đêm cả nhà đang đứng bần thân với nhau thì ủng một tiếng có những tiếng sấm sét từ đâu vọng lại phía ngoài cửa nhà em một cơn gió từ đâu kéo về gió thổi vù vù quấn quanh như một cơn lốc làm bụi đất kéo bay lên túi bóng bay quận tròn hỗn loạn cơn lốc đó thổi vù vù trước cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người em lúc đó cũng như không tin vào mắt mình cô em đứng nhìn ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm những câu không ai nghe rõ Cả nhà đứng phía trước theo dõi Lát sau cơn gió biến mất Một cơn mưa nặng hạt kéo về Điều kỳ lạ là mùng 10 Tết đang tiết trời xuân mà có sấm rồi mưa rào thì quả là hiếm gặp bố mẹ em hỏi rốt cuộc nó có chuyện gì Thì cô không giải thích được Cô em dặn Từ hôm nay ngày nào cũng phải cúng gạo muối Đến hết 100 ngày Rồi vãi ra cổng Rồi còn dặn cả nhà em chăm ăn chay hơn Sáng ngủ dậy Phải xoa đầu sư tử đá Rồi đọc câu thần chú mà cô dặn Gia đình em thấy khó hiểu lắm Nhưng cũng ẩm ờ Nói sẽ nghe lời cô Dù gì thì bây giờ có lẽ cô em cũng không còn là người bình thường Cứ nghe lời cô Cho nó lành vậy Đêm đó cô ngủ lại nhà em Đến sáng hôm sau mới về Em thì tò mò Cứ ngồi nhìn đôi sư tử đá mãi Không muốn đi ngủ Sáng hôm sau tỉnh dậy Trước khi về quê cô có nói Lần này Có lẽ em sẽ gặp chuyện đấy Có xảy ra việc gì Anh chị cố gắng giúp em cả nhà ngơ ngác trong sự hoang mang tột độ Cô ba chào cả nhà Rồi nổ máy về quê Thấm thoát đã qua tháng giêng Từ ngày hôm đó Ngày nào nhà em cũng làm như lời cô ba dặn Hôm đó là độ đầu tháng 3 âm lịch Tình trạng của cô không biến chuyển Mặc ngày càng nặng hơn Cô em suốt ngày chửi bới liên hồi Tuyệt thực Rồi như người điên Lên cơn động kinh Mà không kiểm soát được Chú em Lúc đó mới sợ hãi Gọi mọi người xuống Báo cho mọi người biết tình hình Cả nhà em lại lục tục kéo nhau về quê Lần này mẹ em mời theo một ông thầy cúng Ngày đầu thầy này cũng khá giỏi và nổi tiếng ở chỗ em Ông thầy gì thì lúc đó em không có nhớ tên cho lắm Cứ gọi là thầy cúng vậy Đoàn xe vừa vào đến trong sân Thì chồng cô ba chạy tới Anh ơi vào ngay mà xem chứ em không nhịn được nữa rồi vợ em nó điên rồi ông thì cũng bước xuống xe bảo chú bình tĩnh ông tiến lên thềm nhà rồi ngó đầu vào vừa nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo hồng cánh sen ngồi khoanh chân trên giường ông nói cô cô chín mẹ em hớt hải cô chín gì hả thầy ông thầy chỉ vào cô ba mà bảo cổ chính thượng ngàn Căng cao Số nặng thế này Đang bị hành Không ra hậu nhanh Thì chịu đấy sắp điên thật đây này Cả nhà em lúc đấy ồ lên một tiếng Như hiểu ra chuyện gì Cô ba em ngồi trên giường Thì mở choàng đôi mắt ra lông sòng sọc Nhìn ông thầy Đưa cánh tay lên múa máy Hát một câu hát Gió thu thoảng ngát hương lan trăng soi chim giếng nước vàng long lanh thanh hoa sơn thủy hữu tình có cô chim giếng anh linh khác thường à, 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 à. <laughs> ông thể cúng trông thấy màn này khá hoảng ông hỏi nhà em nhà dạ, anh chị không tín hay sao bị hành đến mức này mà không biết cô là có căn hả Thật ra không phải nhà em không tín Mà cái khái niệm về Đồng cô bóng cậu lúc đó với gia đình em Nó khá mơ hồ Nếu như không muốn nói tuệt ra Là không biết đến Thật Bây giờ phải xử lý sao hả thầy Mẹ em hỏi Còn sao nữa Cô này á đáng ra phải trình đồng lâu rồi Người này không đơn giản có căn đâu Mà phải rất trình đồng Mở phủ Cô này được ăn lọc đấy Ây da Hành đến sắp giờ điên giờ dại Còn không nhanh Thì trời cứu Ông thầy đáp Cả nhà em bắt đầu tán loạn Chồng chú ba chen vào Thầy ơi Vợ em làm sao cơ Vợ em phải làm thầy cúng giống như thầy á Ông thầy phì cười Làm cái gì Mà nhà anh hốt hoảng thế Có vợ làm thầy càng tốt chứ sao còn được ăn lộc thánh mà sợ à? Chú em nghe thấy thế thì hoang mang lắm. Đang là một người vợ nông dân chân chất, tự nhiên lại thành thánh, ngồi cúng. Mình lại thành con dân, lại còn mang căn cô căn bà gì đó. Rồi biết ăn nói xưng hô với vợ thế nào, cuộc sống vợ chồng sinh hoạt ra sao. Chú bò à, vò đầu bứt tai, mặt nhăn như cái đít khỉ đi ra đi vào. Ôi giời ơi, đang yên, đang lành tẩy với chàng cô Cơ mà vợ em, nó làm gì biết cống bái đâu Ông thầy lại cười Việc đấy anh không phải lo Việc thánh nào, cha tỏ tường Khi nào trình xong, thì tự cô chính khắc sang tài Tự cô ấy dạy, biết phải làm như thế nào Thôi, tôi đi đây Tôi ấy, căn ông mười đấy Đầu tiên có biết gì đâu Cũng bị hành dở điên dở dại rồi đến lúc thành đồng, thành bóng hoàng, sang tay, các ngài chỉ cho. Tự nhiên cứ thế mà hành thầy thôi. Người có căn ân lộc, làm thầy là vậy đấy. Mẹ em lên tiếng. Vậy bây giờ phải đưa cái ba ra trình hả thầy? Mà cô chính thượng ngàn là thánh cô nào hả thầy? Đúng. Đến lúc phải đưa cô ấy ra trình đồng mở phủ. Cô chính thượng ngàn là một trong những thánh cô hầu hạ cận thiên mẫu. Cô còn có cái tên khác là cô chín đền sòng, cô chín giếng, ở vùng đông bắc như Bắc Giang ấy. Mình thì hay gọi là cô chín thượng ngàn, ở Lạng Sơn cũng có đền cô nhưng gọi là cô chín tiếp mù. Đền cô có nhiều nơi, nhiều tên gọi thiền biến vạn hóa, nhưng thực chất vẫn là một cô ấy là cô chín tôi thì quen gọi là cô chín thượng ngàn bây giờ thế này ngày mai là ngày tốt cần làm càng sớm càng tốt ngày mai đưa cô này đến đến cái đền cầu muối ấy tôi sẽ đứng ra làm lễ trình đồng khai căn cho cô ấy việc không chậm trễ được gia đình vui lòng chuẩn bị cho tôi cái đổ lễ sau nhé nói rồi ông thầy dở sách bút ra ghi một loạt những thứ cần phải chuẩn bị. Cả gia đình em bỗng bồng lùng lắm, nhưng mẹ em nhanh nhỏ, nghe thầy mà ghi hết lại. Trong nhà người nghi hoặc, người không tin, chú Tám còn bảo. Thầy gì mà thầy Chị ba thấy không bình thường rồi. Các anh các chị nghe em đưa lên bệnh viện khám. Không thì chẳng mấy mà mang cái cây cái, cái, cây số 4. Đấy. Cây số 4 nghĩa là chậm tinh thần gần nhà em. Chú Tám là người học giỏi nhất nhà. Chú cũng là dân nghiên cứu khoa học nên không tin vào mấy cái chuyện này. Phủi phui cái mộc. Có những cái chuyện không tin, cũng phải tin. Ngày mai làm theo thầy, khắc rõ. Thím Sáu lên tiếng. Tối hôm đó, ông thầy ở lại nhà em, giúp đỡ gia đình chuẩn bị đồ lễ cho ngày mai. Đủ thứ đồ lễ lặt lỉnh kỉnh chất đầy ngoài sông. Cô em vẫn cứ ngồi trên giường, không chịu ăn uống, cứ múa may quay cuồng, cười hình hịch. Tối hôm đó khoảng 10 giờ đêm, trong lúc cô em vẫn đang điên loạn, cả nhà đã chuẩn bị xong đồ lễ chuẩn bị đi ngủ, thì một cảnh tượng vô cùng lạ lùng xảy đến. Trên tầng không, bất sắc, có tiếng quả kêu. Tiếng con quả vang lên quăng quắc làm cả nhà đang yên mặt bỗng nổi tóc gáy. Con quả ở đâu bay về đậu trên đỉnh chóp nhà bếp Rồi tiếng tắc kè Tiếng sắp sách Tiếng thạch thùng kêu Cứ tạch 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 Không gian đang yên tĩnh Bỗng nhiên có những tiếng động sởn gai ốc Từng cơn gió cũng ngoài sân Thổi vào từ xa Hàng chết già ngoài cổng Bị gió thổi đung đưa qua lại xào sạc Kéo cả kéo kẹt đến sợt cả người Ông thầy nhíu mày lẩm bẩm không ổn Có bỏ đến phá rồi Ông thầy đang ngồi trong nhà Lao ra cửa Ngồi khoanh chân Cả nhà em thấy ông hốt hoảng thì cũng loạn cả lên Ai nấy hỏi nhau Xem là cái chuyện gì đang xảy ra mà ma quái kinh dị đến thế Ông thầy quay vào nhà Giả dấu im lặng Ông lấy trong túi đồ nghề ra một cái chuông gõ mõ Nó bằng đồng Nhanh chóng gõ lên con một cái Tiếng mõ đồng cứ vang vang rội rội mãi mà không dứt cả nhà đứng sau ông thầy im lặng cô em lúc này mới hoảng loạn cô cứ gào thét lên ma quỷ phương nào dám đến hại ghế cô ông thầy bình tĩnh đốt ba nén hương rất tiếng mõ ông đốt ba nén hương cháy lên rồi đứng dậy bắt đầu múa máy ngoài sân lúc này gió càng lúc càng mạnh những cái lá chè bị gió cuốn theo xào xạc bay tơi tả ngoài sân. Ông thầy nói lớn, sau đấy ông đọc một tràng nghe rất oai hùng. Sau cái câu tràng của ông vừa dứt thì tiếng của cô ba trong nhà cũng vang lên. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu, con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh con lạy tứ phủ không sai con lạy chầu bà chủ mệnh con lạy tứ đức phủ thánh hoàng con lạy tứ đức phủ thánh cô con lạy tứ đức thánh cậu con lạy cậu đồng các giá cấp quan 18 cửa rừng 12 cửa bể có ghế ông mười ở đây còn dám làm loạn cương thiêng chúng đất chỉ trời đánh đồng dẹp bắc việc người binh nhung thay vai nặng gánh cương thường sống long sóng cả buông gương một chiều ông thầy hô một tràng bài khấn những câu chú vừa dài vừa khó hiểu bên trong cô cũng hát hai âm thanh cứ va vào nhau nghe rợn hết cả người Em lúc đấy tò mò lắm Tuy khá run Nhưng thấy khí thế của ông ta Và đông người nên cảm thấy trong lòng được chấn an Ông thầy múa may một hồi Khói hương bốc lên mù mịt Lúc này tiếng quạ kêu Càng lúc càng giận người hơn Nó cứ đậu trên nóc bếp Mà nhìn về phía cô em Mà kêu lên Trên mái nhà Có những tiếng lọc cọc như con gì đó đang di chuyển có những tiếng xì xì, có tiếng trườn như là tiếng rắn bò vậy. Nó chạm vào mái ngói phát ra tiếng lách cách. Cả nhà em nín thở dõi theo. Không ngờ gia đình mình lại phải chứng kiến những cảnh ly kỳ đến như vậy. Chú Tám em tròn trố con mắt. Chú là người vốn không tin vào tâm linh. Không tin vào những chuyện ma quỷ cũng đang đứng như chờ chồng. Ông thầy đang múa may, đọc chú hồi to thì quát lên. Thỉnh bóng ông mười, ghế con xin thỉnh bóng ông mười xin nhận thánh uy trừ ma diệt quỷ nhất tâm nhất dạ hôm nay đưa ghế cô chín tín chủ ngô thị ba hôm nay đến bờ đến bến an toàn diệt một chàng chú ngữ vang lên trong đêm con quả đậu trên mái bếp lúc này như hoảng loạn nó kêu lên quằng quắc rồi đập cánh phành phạch bay đi những tiếng tắc kè tiếng móc sách rồi những tiếng khe khẽ dừng lại cô em ngồi ở trên nhà lúc này nhắm nghiền mắt ngồi lắc lư như người say rượu ông thầy lau mồ hôi trên chán bố em nhanh nhậu hỏi có chuyện gì thế hả à, thầy ông thầy đi vào nhà ngồi xuống nhấp một ngụm nước mà nói cô bà đang bị hành căn ma quỷ khắp nơi đều muốn ốp vào cô ấy Đêm nay chúng biết có người đến giúp Nên muốn vào nhà Mà hại cô cho bằng được Hồi nãy Có cả ma già Rồi ma chết đường chết chợ Chúng nó về đầy quanh căn nhà Chỉ là mọi người không thấy thôi Tôi đuổi hết đi rồi Sáng mai cả nhà mình lên đền cầu muối làm lễ tử sớm Tránh kéo thêm đêm dài lắm mộng là không cứu được đâu Lúc đầu còn bán tính bán nghi Nhưng lúc này chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Thì cả nhà em Ai cũng tin ông thầy Đúng là để thành đồng Thì thật không hề đơn giản Sáng hôm sau 6 giờ sáng Một chiếc ô tô tải được thuê tới Ở sân để đưa đổ lễ Em cùng bố và các chú nhanh chóng Chuyển đồ vàng mã linh thùng Ông thầy thì đến bên cạnh cô ba Ông nói ông lịnh cô đủ điều là hôm nay đưa cô đi khai căn đồng cô em lắc đầu nguầy nguội, cô nhất quyết không đi cô em mất lông sòng sọc cô cào cấu đánh về phía ông thầy cả nhà em thấy vậy cũng hoảng lắm không ổn rồi điên quá rồi không biết có kịp không mẹ em từ trong bếp chạy lên nói lớn hôm nay nhất định phải cứu được cái ba không có là nhẹ nhàng gì nữa Thằng 5, thằng 6, thằng 8 Lấy dây thừng, chói nó lại Vứt lên thùng xe, trở ra đền cầu muối Câu nói này của mẹ em Làm ai nấy chố mắt Cách này của mẹ tuy khá mạnh Nhưng lúc này đúng thật Chỉ có thể làm như thế Trong nhà em thường thì lúc bối rối Không biết xử lý ra sao Thì mẹ là dâu cả Mẹ thường có những lời mách bảo Chỉ dạy đưa ra lúc thèn chốt Ông thầy thấy vậy gật đầu, ra hiệu, các chú nhà em cùng chú Ba rồi cả chồng cô sấn sổ lao vào, nhảy bổ lên giường mặt đè chói cô lại. Cô em nghiến răng, chửi um lên loạn xạ. Đã mấy ngày không ăn mà sức của cô khỏe vô cùng, mấy người đàn ông phải vất vả lắm mới cho nghiến cô lại được. Chói được cô, rồi đoàn người nhà em lên xe, hai người ngồi hai bên giữ chặt, bắt đầu tiến dập phía đền cầu muối Nên đến nơi thì cũng đã khoảng 8 giờ Sau khi xin phép ban quản lý đền Người ta cũng hiểu tình hình và đồng ý ngay Gia đình em cùng ông thầy chuyển đồ đạc vàng mã Và khiêng cô từ cái bãi xe lên đỉnh đền thượng Phải nói là mệt đến bở cả hôi tai. Cô em cứ vừa đi vừa dãy vượt chửi Có mấy người hành khách Thấy vậy thì cũng tò mò bu vào xem lên đến đền tượng Đồ vàng mã được bày ra sân Nào là hình nhân Voi, ngựa, thuyền, tiền giấy, lễ lặt Tổng chỗ này Cũng lên đến vài chục triệu Một đoàn Cung văn mang theo đàn sáo Loa đài Là người quen của ông thầy Cũng được liên lạc từ đêm qua Nhanh chóng có mặt 10 giờ sáng Buổi lễ trình đồng bắt đầu Cô em từ lúc được khanh đến đây Đến đền thì không còn dãy rủa Ông thầy bảo nhà em cởi trói cho cô Cô bà lúc này đứng dậy Múa may trước sân cửa đền Cô như người mộng du Đôi mắt nhắm nghiền Đôi tay đưa lên trời mà múa Trông vô cùng kiểu diệu Bàn tay uyển chuyển Dịu dàng Cung văn bắt đầu hát Ông thầy thay áo bắt đầu hồng Lần lượt từng cung Từng ghế được sướng tên Mẹ em cũng là người đồng bóng mẹ thích nghe hát văn thấy tiếng nhạc hầu mẹ cũng nhảy múa theo như ông thầy khách tập phương thấy lễ hầu to cũng bu lại mò xem xin lộc thánh từng cung từng cung trôi qua cuối cùng cũng đến giá cô chín tiếng nhạc vang lên thánh thót gió thu thoảng ngát hương lan chẳng soi chim giếng nước vàng long lanh thanh hoa sơn thủy hữu tình có cô chín giếng anh linh khác thường <laughs> ông thầy mặc bộ đồ cô chín vừa nhảy vừa múa ông chỉ tay về phía cô em ngoài cửa đền mà chấm đồng những tờ tiền vung lên những tiếng hú rộn ràng theo cung văn làm không khí lúc này náo nhiệt rộn ràng lắm ai ai xem hầu rồi cũng sẽ thấy cô em múa may quay cuồng như mất kiểm soát. Thời gian cứ thế trôi đi đến lúc đoạn quấy. Xe loan thánh giá hồi cung, ba tiếng mõ đồng được vang lên. Cô ba em ở ngoài cổng, như bừng tỉnh, cô em bỗng nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn xung quanh, cô nói: "Chuyện chuyện gì vậy?" Thế rồi, cô em ngồi phịch xuống đất, Thật sự giống như người tỉnh sau cơn mê Ông thể nói Thành đồng Thành đồng rồi Lại cô Mẹ em và các thím vui mừng chạy ra sân đỡ cô vào điện Rồi cả buổi hôm ấy ngồi nói chuyện Thuật lại cho cô em nghe Cô bà lúc này tỉnh táo Cô cũng đã như được cô chín sang tay Cô đã định thần trở lại Và cũng vui vẻ đứng lên múa hát Khung cảnh rộn ràng mà cũng thật là kỳ diệu lần đầu tiên trong đời em được trải qua kết thúc buổi hầu lễ lạt được đốt lên bùng bùng cháy đoàn người nhảy em chào và cảm ơn ban quản lý khu di tích đền cầu muối thu dọn đưa cô về lúc chiều về đến nhà thì lại có sự lạ xảy ra chẳng hiểu chim chóc ở đâu kéo về chúng đậu đầy trên mái ngói nhà ông bà em hót tíu tít khi hoa quỳnh ngày xưa ông em chồng ở sân buổi chiều tối bỗng dừng nở đủ chín bông không thừa không thiếu thật sự là những điều không ai có thể giải thích được tối đó cả nhà ăn uống liên hoan linh tình buổi chiều trình đồng cô ba đã thành công gánh nặng của những chuyện rắc rối bấy đầu này đã được gỡ bỏ cô ba em nói rằng lần trước tìm mộ ông cụ là do được cô chín sang tay bảy cách cô chính cấm không được nói ra và chưa được cô cho làm việc cứu người lúc đó cô chưa đủ sức để làm cô bà trái lệnh làm cho nên là bị hành cho như thế cô bà ra tay cứu chồng cô tư nhưng không có nổi thế rồi cô bị cô chín phạt được một thời gian thì thấy bố em gặp hạn nguy nên sống chết cô cũng phải cứu bố một lần nữa dù có thế nào cũng phải cứu được anh. Nói đến đây cô bà khóc nấc nên cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cô thành công. Bữa cơm hôm ấy nó diễn ra vui vẻ. Cô em từ trước đó ngoài việc nằm nông ra thì lại có thêm một công việc mới. Một cô đồng. Cô thường ăn chay nhiều hơn. Cô thường cứ giúp người gặp chuyện âm mà không nề hà. Vật chất. Cô bà em chẳng có được người ta dạy mà tự nhiên cứu được là được cô chín sang tay chỉ bảo mọi điều. Cô cũng trẻ và sinh ra, trông thấy một cách khó hiểu. Gia đình em lúc đầu cứ tưởng là cô đi thẩm mỹ nhưng mà không có phải. Ban đầu nhìn cô cũng chưa quen lắm đâu, nhưng nhiều năm trôi qua thì cũng quen dần với hình ảnh cô ba là thầy cúng cô đồng trong nhà. Mọi việc gia đình cũng như thiên hạ, ai gặp khó khăn cô cũng đều ra tay cứu giúp chuyện ly kỳ của cô ba em từ khi thành đồng còn rất nhiều em xin phép được kể tới đây chính là mở đầu của câu chuyện hồ đồng cô em cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện về gia đình em nguyện nhật sứ thanh đền xong tiếng nhật sứ thanh có cô chiên diếng anh linh nghĩa khác thường vâng thưa quý vị chuyện kiếp nạn của người có số kiếp hầu đồng. À và đây chắc có lẽ là phần đầu tiên và vẫn còn rất là nhiều phần nữa xoay quanh cô Ba mà tác giả mới chỉ kể đến đây thôi. Đây là một câu chuyện của tác giả Trung Kiên, anh có một tác phẩm đồ sộ về căn đồng số lính. Quả thật là câu chuyện rất là hay đúng không mọi người? Mình cũng nghe nói nhiều về những người có căn có số trước khi thành đồng, họ sẽ bị hành rất là nhiều và đặc biệt là ra điên ra giải giống như trong câu chuyện anh Kiên đã viết lại. Anh Kiên có chia sẻ rằng đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật trong gia đình anh. Vậy nếu như quý vị và quý khán thính giả yêu thích, hãy để lại phần comment bình luận bên dưới cho Hằng biết là có theo series này của anh không nhé. Để mình tiếp tục xin anh được tác quyền bộ truyện này diễn đọc cho mọi người cùng nghe cảm ơn mọi người đã theo dõi lắng nghe đừng quên nhấn nút like subscribe để ủng hộ kênh xin chào và hẹn gặp lại